Xin kính chào quý vị các bạn, mình đến từ đại lý đồ chơi. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn mã sản phẩm M11, máy bay quắc dài 9 cm, có gắn camera. M11 là một dòng máy bay quắc cỡ trung được điều khiển bằng sóng điện tử và được một trang bị một camera để bạn có thể quay phim chụp ảnh. M11 được thiết kế bằng hợp kim sang trọng và chắc chắn, với 4 cặp cánh khỏe làm trên cùng một mặt phẳng. M11 là dòng máy bay 4 kênh, có đầy đủ các chức năng như lên, xuống, tiến, lùi, trái, rẽ phải, quay 360 độ và có thể quay phim chụp ảnh. Ngoài ra, M11 còn được trang bị hệ thống đèn LED độc đáo khiến nó có thể phát sáng đẹp mắt khi bay và có thể bay vào ban đêm. Nếu như các dòng máy bay thông thường sử dụng pin rất nhanh hết và bất tiện thì M11 sử dụng bộ sạc trực tiếp. Với điều khiển này, bạn có thể sạc và chơi máy bay nên không cần lo lắng về nhiên liệu. Cánh máy bay được sản xuất từ nhựa diều và đặc biệt dần thiếu tối đa hiện tượng gãy do đập va đập khi sử dụng. Ngoài ra, bộ sản phẩm còn được tặng kèm thêm 4 cánh phụ giúp bạn có thể thoải mái thay thế khi sử dụng. Bộ máy bay quắc M11 chọn bộ sản phẩm bao gồm một máy bay M11, một vòng bảo vệ, một điều khiển từ xa, một sạc pin, 4 cánh phụ, sách hướng dẫn sử dụng. Khi sử dụng M11, bạn cần kết nối jack 1R. Hệ thống đèn LED sẽ sáng nhấp nháy. Điều khiển sử dụng 4 pin con thỏ. Công tắc bật nguồn điều khiển. Cần gạt bên trái giúp bạn tăng, giảm tốc độ. Lên, xuống, cần gạt bên phải giúp bạn tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải. Bluetooth chim giúp bạn cân bằng ổn định máy bay hơn khi sử dụng. Hệ thống nút chụp ảnh quay video cho M11. Thank you.